Sau khi mất xong 15 hàng mũi đơn không tăng ha, thì bây giờ mình sẽ móc một hàng giảm. Hàng này mình sẽ móc 7 ít 1 giảm ha. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, một mũi giảm. Mũi giảm mình vẫn móc giảm bằng hai nửa cạnh trước của chân móc ha. Một nè, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy. Bảy ít một giảm này là chúng ta lặp lại 8 lần á, lặp lại cụm 7 ít một giảm 8 lần. 2 3 4 5 6 7, một giảm. Cuối hàng chúng ta còn một mũi giảm ha. Xong rồi trượt kết hàng. Ở đây thì mình sẽ cắt len luôn để mình đổi màu, đổi qua phần màu tóc. Xong rồi chúng ta sẽ đổi qua màu tóc ha. Tóc thì mình sẽ dùng màu vàng. Ở đây mình sẽ lấy len vào và bắt đầu móc một hàng mũi đơn ha. Một hàng mũi đơn màu vàng. Ở đây mình sẽ móc qua luôn, không móc vào cái chân này. Một tí mình sẽ móc nó ở cuối hàng. Mình móc qua chân kế tiếp luôn nè. Một hàng mũi đơn không tăng không giảm. Thường thì ở các mối đổi màu hoặc là đổi chỉ, thiếu chỉ, nối chỉ thì mình sẽ cặp cái phần sợi dư nè, cặp vào, móc qua khoảng 3 hoặc 4 mũi á, để cho nó chắc luôn cái phần đó. Một tí khi chúng ta móc xong thì chúng ta không cần phải giấu mối lại nữa ha.
Hàng này mũi đơn không, mình móc nhanh quá. Đến đoạn cuối này thì mình sẽ giấu cái sợi màu vàng, mình sẽ chia hai cái sợi giấu ra hai nơi để cho nó không có bị cộm lên á. Một sợi mình sẽ giấu ở phía trước, một sợi mình sẽ giấu ở phía sau mối nối nè. Mình cặp cái sợi màu vàng vào nè, mình giấu. Mình móc một tí mình không để ý thì nó lại bị mất nét. Rồi lúc nãy là đầu hàng nè, mình chỉ mới dựng bính thôi, mình chưa móc một đơn á, thì mình sẽ móc một đơn ha. Móc một đơn vào đây và mình trượt kết qua. Nên cái chỗ nối của chúng ta nó sẽ hơi to á. Rồi bây giờ hàng này mình sẽ móc cạnh sau ha. Vẫn là một hàng mũi đơn không tăng không giảm, nhưng mà mình móc cạnh sau để trượt chừa cái phần cạnh trước lại nè, chừa phần cạnh trước lại để khi chúng ta móc xong cái phần đầu này thì chúng ta sẽ móc cái phần tóc ập xuống cho cái phần đầu túi này. Bình thường thì chúng ta lấy hết chân ha, bây giờ chúng ta chỉ lấy một nửa ở phía sau thôi nè, lấy một nửa phía sau. Tí nữa thì cái phần nửa cạnh còn lại này chúng ta sẽ móc vào. Đây, chúng ta đâm vào giữa và lấy nửa cạnh phía sau chúng ta móc. Xong hàng cạnh sau này thì mình sẽ móc lên 6 hàng mũi đơn không tăng không giảm ha. Trượt các hàng bình thường nè. Đây,
xong cái hàng cạnh sau nè thì chúng ta còn nửa cạnh trước nè. Thường thì mình còn gọi là móc kiểu có hàng á, vì khi móc xong thì nó sẽ có những cái hàng như thế này. Bây giờ mình sẽ móc tiếp tục lên 6 hàng mũi đơn, không tăng không giảm. Phần này đơn thì các bạn cứ móc lên bình thường thôi ha. Một tí nữa thì mình sẽ móc xong thì mình sẽ chia sẻ cái cách mà mình chia cái vòng đầu ra, để mà một tí chúng ta khâu khung.